Để mà bắt đầu với một dòng vi điều khiển bất kỳ thì chúng ta luôn luôn phải bắt đầu với GPIO, cũng giống như là các bạn học lập trình thì luôn luôn bắt đầu bằng cái bài là Hello World. Vậy thì GPIO chính là cái gì? Nếu mà bạn xét một con vi điều khiển chính là một cái con người chẳng hạn, thì GPIO chính là tay chân của nó giúp cho cái vi điều khiển có thể giao tiếp tương tác với môi trường bên ngoài. Ok, vậy thì bài hôm nay chúng ta sẽ học cách điều khiển GPIO như thế nào trên STM32. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn vào Kube.mx cho mình. Rồi, trong Kube.mx thì các bạn chọn tới Access to MCU Selector. Rồi, sau khi vào cái MCU Selector, các bạn gõ STM32 F103 C8. Thì đây chính là con chip trên cái kit Blue Pill của mình. Các bạn ấn vào Start Start Project. Rồi, đây là giao diện của STM32 Kube.mx. Thì đầu tiên các bạn vào System Core, các bạn vào Sys, chọn Debug cho mình là Zero Y. Nếu các bạn không chọn Zero Y ấy, thì sau khi nạp chương trình thì mỗi khi các bạn phải nạp chương trình lại thì các bạn phải giữ reset thì nó mới nạp được chương trình. Rồi. Phần GPIO đây là cái phần graphic để chúng ta có thể chọn GPIO, thì mình sẽ chọn chân PA0 là input, có nghĩa là đầu vào, và chân PA-PC13 là output, chính là đầu ra. Thì các bạn sẽ mình sẽ chuột phải và enter user label, mình sẽ đặt cái user cho nó label cho nó là led và dưới là button. Enter. Trong cái tab GPIO này, các bạn chọn vào cái PA0 Wake Up. Thì cái mode là Input Mode và GPIO Pull Up Pull Down thì mình sẽ để là Pull Up. Pull Up nghĩa là gì? Pull Up có nghĩa là khi cái trạng thái bình thường ấy, thì cái nút nhấn này, cái chân bút tầm này luôn luôn ở trạng thái 2. 2 có nghĩa là 3,3V, nó được kéo lên. Pull up chính là kéo lên 3,3V, và mình sẽ nối cái chân này với một cái nút nhấn, và khi mình nhấn thì cái chân này sẽ được kéo xuống 0V. Nếu các bạn không chọn pull up hoặc pull down thì cái chân này nó sẽ ở chế độ floating, có nghĩa là không được kéo, thì cái điện áp trên đấy nó sẽ nhảy lung tung, nó nhảy từ 0 0V đến 3,3V, cứ nhảy lung tung thôi. Nếu các bạn cho là pull down ấy, thì cái điện áp mặc định của nó là 0V. Ở đây mình sẽ chọn pull up. Rồi, PC13 mình sẽ để nguyên. Ok, đến phần clock config. Thì mình sẽ chọn thạch anh nội 80 MHz. Mình sẽ giữ nguyên như này. Cái này là cái config thạch anh mặc định của chương trình. Ok, trong phần Project Manager thì mình sẽ đặt tên cho nó. Bài 1 GPIO. Mình sẽ chọn tới nơi lưu. Chọn ổ D này. Tạo ra một folder mới. STM32. Lưu ý là các bạn không nên đặt tên thư mục là tiếng Việt hoặc là dấu cách, có dấu cách nhé. Open. Rồi, ok. Cái tool chain này mình sẽ chọn là MDK-ARM. Version là version 5. Rồi, code generator thì các bạn mình sẽ chọn là copy only necessary library file. Cái này thì nó sẽ giúp cho cái file tạo ra của bạn nó nhẹ hơn một chút. Rồi, các bạn ấn generate code. Yes.
Ok, sau khi các bạn sinh code ra bằng QEMX thì các bạn sẽ mở nó bằng cái KLC. Thì đầu tiên đây là cái giao diện của KLC. Phần bên này chính là phần project, lưu các file mà chúng ta sử dụng. Trong này thì cái file main chính là cái file chương trình chính của chúng ta. Ở đây thì QEMX nó sẽ General code, nó sẽ config chúng ta là clock này, GPIO này, đó, nó sẽ config sẵn cho chúng ta. Rồi, một lưu ý là khi các bạn lập trình trên cái chương trình mà command line này, thì nó sẽ bị xóa đi và nó chỉ giữ lại tất cả những cái code bên trong. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái biến để lưu trữ giá trị của nút nhấn, thì mình sẽ tạo một biến kiểu in, một biến kiểu in và nguyên dương, còn không âm đấy, tên là status. Ok, sau đó thì phần while mình sẽ đọc giá trị của nút nhấn vào cái biến này, status bằng hon GPIO read pin. Nếu các bạn không thấy nó gợi ý như này, các bạn có thể sử dụng đây, mình sẽ GPIO này, R này, không thấy gợi ý thì các bạn ấn Ctrl và dấu cách, Ctrl space ấy, Ctrl dấu cách. Đó, thì nó sẽ hiện lên cái bảng mà để gợi ý cho chúng ta các hàm. Mình sẽ chọn hàm read pin, truyền vào hai tham số là GPIO là bottom. Bottom port và bottom pin. Để hai cái này được định nghĩa ở đâu thì các bạn có thể click chuột phải trái này, chuột phải này, click chuột phải, sau đó go to define, thì các bạn sẽ thấy là trong file main.h chúng ta sẽ được define GPIO bottom, GPIO port chính là cái GPIO A và bottom pin chính là GPIO pin 0, có nghĩa là cái chân bottom là chân A0. Rồi, cái này là đọc giá trị nút nhấn. Sau khi đọc giá trị nút nhấn thì chúng ta sẽ ghi cái giá trị nút nhấn đấy vào led bằng lệnh là hon GPIO write pin, truyền vào là led port led pin, và cái giá trị status. Để mà bạn biết là hàm này muốn truyền những cái gì thì các bạn có thể cũng sử dụng chuột phải này, go to define. Thì cái hàm này nó nằm trong cái file HTML2F1XX ship trừ HAL ship trừ GPIO. Đó, thì ở đây nó có 3 tham số truyền vào, đó là port này, pin này và state này. Pin state các bạn cũng có thể go to define. Đây, nó có hai giá trị set, reset. Set có nghĩa là giá trị nó là 1, còn reset là giá trị là 0. Đó, set là giá trị không phải là một mà là khác không, còn reset là không nhé, có nghĩa là khi các bạn truyền giá trị khác không vào đây nó đều tính là set. Rồi, ok, sau đó thì chúng ta sẽ phải config cái phần flash bằng cách là flash config này, chuyển sang tab debug này, setting flash download này, các bạn tích vào reset and run. Ok. Rồi các bạn build chương trình. Ok. Kit HTML32 Blue Build thì mình sẽ kết nối chân A0 với nút nhấn. Đó, đây là nút nhấn chân A0 này. Sau đó một chân của nút nhấn mình sẽ kết nối với GND. Rồi, mình sẽ nạp chương trình.
Rồi, nhấn reset để chương trình chạy. Nhấn nút nhạc, nhấn nhạc, nhấn nhạc. Đó, khi mà mình nhấn ý, thì nó sẽ ghi giá trị vào cái led, và khi mình nhả thì nó cũng ghi giá trị vào cái led. Đó, ok. Vậy thì để mà mình bấm một nút, bấm cái nút nhấn này, bấm một lần, sau đó nhả ra nó vẫn sáng, và sau đó bấm lần thứ hai thì cái led này nó tắt, thì làm như thế nào? Ok, để làm được cái bài toán đấy thì chúng ta sẽ phải comment cái này đi. Bôi đen này, nhấn vào tích vào comment này. Đầu tiên thì chúng ta phải cho cái hàm read read pin này và một cái câu lệnh if. Đó. Câu lệnh này ý nghĩa là gì? If nếu cái chân chân bottom này bằng không, bằng bằng không nhé. Câu lệnh so sánh luôn luôn là bằng bằng không hoặc là bằng khác. Nếu chân bottom bằng bằng không, bằng bằng không có nghĩa là nó được nhấn, bởi vì cái chân bottom của mình được kéo lên, được pull up. Cái giá trị mặc định của nó là một. Vậy nên là bằng bằng không chính là được nhấn. Nhấn này. Thì trong cái câu lệnh được nhấn đấy, mình sẽ đảo giá trị của status. Có nghĩa là đang không thì mình sẽ đảo thành một, và đang một thì đảo thành không. Cái toán thử này chính là toán thử đảo. Rồi, mình sẽ ghi lại. Và led right pin. Led port. Led pin status. Ok. Build và nạp. Rồi. Đây, sau khi mình đã nạp thì mình sẽ ấn reset để cho nó chạy. Nhấn này. Nhấn một lần. Lần thứ hai. Đó. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi bị, có nghĩa là khi mình ấn một lần này, ấn lần thứ hai, có lúc nó không tắt đi và có lúc nó không tắt đi. Thì hiện tượng này chính là do cái hiện tượng cái nút nhấn nó bị rung, hiện tượng rung rung phím. Thì hiện tượng rung phím này khiến cho cái phần read này nó đọc được hai lần hoặc là ba bốn lần gì đấy, khiến cho cái phần biến status này nó được đảo lại đúng cái trạng thái ban đầu. Đó. Thì để mà khắc phục hiện tượng này thì chúng ta sẽ sử dụng, đó chính là một câu lệnh, đó là while. While. Rồi, mình sẽ while. Rồi, câu lệnh này nghĩa là gì? Bên trên có nghĩa là nếu mà nút nhấn được nhấn này, while chính là nếu là mà nút nhấn vẫn được giữ, có nghĩa là khi mà cái nút nhấn vẫn đang được nhấn ấy, thì nó sẽ là thực hiện cái câu lệnh bên trong cái hai cái dấu ngoặc này. Nhưng mà hai dấu ngoặc này nó không có cái gì cả, có nghĩa là nó không thực hiện cái gì cả. Đấy. Có nghĩa là khi mà nút nhấn được nhấn và nó vẫn được giữ thì không thực hiện gì cả. Khi mà các bạn nhả ra thì nó mới bắt đầu thực hiện đến câu lệnh status này. Rồi. Mình sẽ nạp build này và nạp. Nên nhớ là khi các bạn thay đổi chương trình, các bạn luôn luôn phải build trước khi nạp nhé. Bởi vì nếu mà các bạn không không build mà nạp ấy, thì cái chương trình nó vẫn vậy thôi, nó vẫn là cái chương trình cũ. Load. Ok. Mình sẽ ấn reset. Rồi. Rồi khi mình nhấn giữ này, cái led nó vẫn chưa đổi trạng thái, nhưng mà khi mình nhả ra thì led nó đổi trạng thái. Có nghĩa là khi mình nhấn giữ thì cái câu lệnh, cái chương trình của mình lạc vào while và nó không thực hiện cái gì bên trong cái đấy cả. Khi mình nhả ra thì nó mới bắt đầu là thực hiện câu lệnh status đổi đảo và ghi vào led. Đó. Ok. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong.
hai bài của JBL. Thực ra JBL nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà nó là một cái rất là quan trọng trong vi điều khiển. Vậy nên là các bạn nên làm chủ được cái này trước khi học những bài các bài nâng cao khác. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo.